Xin chào quý vị và các bạn. Hôm nay trong cái chương trình Dân ta phải biết luật ta, tôi sẽ nói cho quý vị và các bạn bản chất của hợp đồng ủy quyền. Lý do tại sao có video này vui lắm. Hôm bữa tôi đi tòa thì có một cái vị nói với tôi như vậy nè: luật sư mà nộp đơn đại diện tòa trong vụ án ly hôn chi vậy? Mới mốt mà tòa tuyên cho luật sư nuôi con thì thấy mồ luôn. Và tôi thì chỉ cười thôi. Và hôm nay thì một lần nữa tôi sẽ đưa cho quý vị và các bạn trong chương trình Dân ta phải biết luật ta hiểu bản chất của ủy quyền là gì. Và câu trả lời của tôi, bản chất của hợp đồng ủy quyền là làm việc nhân danh cái người ủy quyền hết. Làm việc nhân danh cái người ủy quyền. Tôi sẽ đưa cho quý vị và các bạn những cái ủy quyền trong thực tế dễ hiểu nhất. Các bạn ạ, tôi có một người quen, thì do anh đi nước ngoài cho nên anh mới ủy quyền cho một người ở Việt Nam, thay mặt anh cho thuê cái nhà của anh đang ở đó. Thì sau khi có người thuê thì cái người mà được ủy quyền đó, họ đại diện, họ ký cái hợp đồng bên cho thuê. Vậy thôi quý vị và các bạn, ủy quyền cho thuê nhà, trong trường hợp này là ủy quyền cho thuê nhà, cái số tiền mà thuê hàng tháng sẽ được chuyển trả lại cho quý vị Việt Kiều. Còn cái người mà đi được ủy quyền đó, họ nhân danh và đại diện cho anh, trong khi anh đang ở nước ngoài thì người này ở Việt Nam đến ký một cái hợp đồng thuê nhà. Thế thôi quý vị và các bạn ạ. Trở lại cái câu luật sư đi đại diện ủy quyền nộp đơn. Đây là cái vấn đề chính mà tôi cũng muốn nói. Thưa quý vị và các bạn, nếu trong trường hợp cái nguyên đơn trong vụ án ly hôn họ không thể đi được thì họ nhờ luật sư đi. Ly hôn họ đang ở tận Bắc Ninh, họ đang ở Hải Phòng, họ đang ở Hà Nội, tuy nhiên họ muốn ly hôn với ông chồng của họ đang cư trú và làm việc tại huyện Củ Chi, thì họ đại diện ủy quyền, luật sư sẽ giúp họ với vai trò là nộp đơn, đóng tiền tạm ứng án phí. Rồi thì trả lại ra trường hợp cho họ. Các bạn phải hiểu được rằng đại diện ủy quyền, nếu trong trường hợp cái người đó người ta đi không được thì bây giờ mình nộp đơn, nộp đơn tới tòa, đại diện ủy quyền nộp đơn. Giờ thêm một cái ví dụ khác quý vị ạ. Thêm một cái ví dụ là ủy quyền sang tên đăng bộ. Hôm nay văn phòng tôi nhận được một cái hồ sơ sang tên đăng bộ của hai người. Do họ làm công chức, họ không có thời gian nghỉ để mà đi, mỗi lần nghỉ xin cực quá. Cho nên người bán và người mua mới ủy quyền cho tôi. Tôi giúp họ làm một cái thủ tục sang tên đăng bộ từ người bán sang cho người mua. Làm cái gì? Bà Thu đại diện liên hệ chi cục thuế, liên hệ với văn phòng đăng ký, nhận bản chính giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, giấy chứng nhận quyền sở hữu nhà. Bà Thu được nhận thù lao nếu có. Vậy đó quý vị và các bạn, bản chất của hợp đồng ủy quyền là nhân danh và làm việc một cái việc gì đó, có thù lao hoặc không có được thù lao. Thêm một cái ủy quyền nữa nha. Một cái ủy quyền nữa. Bây giờ bạn tranh chấp thừa kế quyền sử dụng đất, bạn là nguyên đơn. Tuy nhiên rằng là vụ kiện thì ở quận 3 mà nhà bạn thì ở Huế, cho nên bạn đến một cái văn phòng luật sư nào đó, bạn nói rằng tôi có một cái vụ kiện, di sản của ba mẹ tôi đang ở quận 3 nè,
luật sư giúp tôi đi đại diện ủy quyền trong vụ kiện này với vai trò là nguyên đơn. Thì cái hợp đồng ủy quyền được xác lập, luật sư tham gia tố tụng. Đi tòa thôi, đi tòa với cái tư cách là người đại diện thôi. Còn sau này tòa tuyên cái nguyên đơn này được một đồng, nguyên đơn mày được 1/3 căn nhà, nguyên đơn này được số tiền gì đó, là do cái vị nguyên đơn này họ được hưởng à. Thật ra thì thông qua cái video này, tôi muốn quý vị và các bạn hiểu thêm bản chất của hợp đồng ủy quyền. Cho đến thời điểm hiện tại, cái việc ủy quyền hình như nó trở thành bình thường. Cho nên chúng ta cứ hiểu theo cái ủy quyền là gì. Ủy quyền là người đó được làm rồi lấy tiền nhận luôn. Hiện tại như vậy đó quý vị và các bạn. Phát sinh một cái tình huống. Cái bà A này bà cho bà B mượn 20 triệu. Bà A nói: "Dì ơi, dì ủy quyền cho con đi, con giữ giấy tờ đất gì đi." Thế là sau khi nhận được cái ủy quyền toàn bộ, định đoạt toàn bộ nhà đất bằng cách mua bán, tặng cho, cầm cố thế chấp, chuyển nhượng. Và sau đó cái người được ủy quyền này bán cái tài sản của người ta luôn, với giá 1 tỷ đồng, trong khi hai bên xác lập cái giao dịch có cho mượn nhau với số tiền là có 20 triệu. Các bạn biết không, biến bản chất của hợp đồng ủy quyền thành một cái dạng hoàn toàn khác. Bản chất của hợp đồng ủy quyền là nhân danh và đại diện một người nào đó giúp họ làm một cái công việc, nếu thực sự người đó không đi được và sẽ có thù lao hoặc không có thù lao. Thưa quý vị và các bạn, thông qua video này tôi muốn cho quý vị và các bạn nâng thêm chất lượng của kiến thức pháp luật Việt Nam về ủy quyền. Và dĩ nhiên trong từng cái video tôi sẽ đưa cho quý vị và các bạn những trường hợp cụ thể. Nếu ai đó cần có những cái câu hỏi về hợp đồng ủy quyền thì cứ mạnh dạn để lại comment ở phía dưới. Cũng xin nhắc nhở cho quý vị và các bạn, tôi cũng có những cái gói hướng dẫn về chia thừa kế, hướng dẫn về hủy giấy. Nếu quý vị và các bạn có quan tâm thì chúng ta sẽ để lại comment hoặc chủ động liên hệ với luật sư. Chúng ta sẽ được luật sư cầm tay chỉ việc trong việc hướng dẫn khởi kiện tại tòa án. Xin trân trọng cảm ơn.